Hôm nay Núp mới dậy đúng lúc luôn á các bạn ơi. Trời ơi, bình thường là Núp ngủ đến khoảng trưa mới dậy lận. Trời ơi, ghê chứ. Thì hello chị chào các bạn nha. Mình là Núp trên channel Hi Núp đây. Trước khi video này bắt đầu thì các bạn đừng quên để lại cho Núp một nút like nè, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên là nhớ quay channel của anh Kagi. Không có anh channel anh Kagi đâu. Thì nếu các bạn muốn có channel của anh Kagi thì các bạn đừng quên là hashtag Kagi channel nha. Thì các bạn để hay để là bình luận phía dưới. Nếu các bạn muốn anh Kagi có một channel thì các bạn hãy để là bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ để mình ra hít thở không khí trong lành coi. Đã quá. Ôi, ủa, vẫn còn quái kìa kìa. Không biết nữa, hôm bữa đấu rồi ta. Hôm nay vẫn còn à? Chắc không còn đâu. Cái nút, mấy không nút. Hả, gì? Ủa, hôm nay anh mua cái cục kẹo gì á? Kẹo, kẹo cây đây gọi kẹo gì nha? Kẹo... Kẹo cây. Đúng rồi, đứa kẹo cây. Từ từ, ra chợ anh mua, không biết kẹo gì. Anh thấy ngon, em mua liền lại đi kẹo cây vậy. Ok, cảm ơn nút nha, em đi đây. Mà mua kẹo làm gì vậy? Hôm nay không đủ đi chơi nữa hả? Thôi, anh bận rồi, nên có vài việc trong nhà phải làm. Thôi, hôm nay không đi chơi đâu, núp ở nhà đi nhá. Thôi, về đây. Kỳ chế vậy? Mình nghi ngờ quá ta. thằng nước không biết đâu. Vào nhà. Ủa? Tôi không biết cái gì ta. Để mình đi theo đi không. Ủa, không biết cái gì ta. Ôi, cái gì vậy này, tôi giấu gì thầm kín quá ta. Từ để mình xem mà nhìn qua cửa sổ. Ủa, cái gì vậy? Bây giờ là mình không biết bên trong cái gì hết. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ cái các bạn ơi. Ghê 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 thiệt chứ. Thôi tự nhiên cái rương mở. Anh cho đi mở cái rương cái nó hút hút cành cây đi vô luôn. Ôi ghê. Từ. Mình phải chuẩn bị đồ ra. Lấy hết mấy đồ này luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mặc giáp vô nè. Bộ giáp này là giáp siêu đẳng cấp luôn. Đó. Rồi từ. Bây giờ là mình sẽ đi kiếm. Mình sẽ mở cái rương trước các bạn ơi. Mình sợ lắm, bây giờ là mình không biết làm sao mở cái rương sao ta. Mở bình thường đúng không? Từ từ đứng đây để mở nè. Ủa, không ra. Mở. À! Ủa, mở ra kìa các bạn. Ủa, cái rương mở nó không có đóng luôn kìa. What the hell. Từ, mình sợ nó hút quá các bạn ơi. Để mình nhìn bên trong có gì đó. Lên đây, nhảy lên. Ủa, sao kìa kìa. Ủa, không nhảy lên được luôn rồi. Ok. Ủa, mình sợ nó hút mình quá à. Ủa, có cái đường gì các bạn. Ủa, các bạn, xem nè. What the hell. Ủa, sao có một cái cầu thang như thế này. Ủa, các bạn. Thì ra là anh Kagi có một cái gọi là cái phòng, cái căn hầm bí mật. Không phải căn hầm bí mật mà một cái nhà bí mật trong cái rương các bạn ơi. Nè, các bạn xem nè, mở cái rương ra là có một cái cầu thang đi xuống nè. What the hell. Bây giờ mình đi xuống rồi. Mình đi xuống nè. Từ từ đi xuống kẹ ơi. Người ngợp mình quá. Tắm cái đá trời ơi. Trời ơi, mệt dễ sợ. Xông hơi nước nóng. Thích dễ sợ. Ủa, có nước nóng kìa. Chú anh Kari bắt cái đó lên khói luôn kìa. Ôi, ẩm quá, ẩm quá. Ôi, ghê vậy. Đúng là căn nhà bí mật của anh Kari rồi các bạn ơi. Ôi, xem kìa. Ôi, thấm sướng chưa kìa. Trời, chắc bữa dưới quái được mấy mấy trăm cục kim cương, mấy trăm triệu cục kim cương. Chứ gì nữa là anh mua hết mấy căn nhà. Ok, xong rồi. Tấm chán cái thôi. Trời ơi, người ấm dễ. Ôi, điện đại vậy. Bấm cái nó ra. Mọi nút không kìa. What the hell. Ôi. Ok, xong rồi. Chờ soi gương cái. Ui, mặt đẹp trai vậy. Anh trai vậy. Ai kìa đẹp trai dữ vậy. Cháu trai thì có đẹp trai. Trời, các bạn thấy anh cho đi cháu trai. Các bạn hãy để lại một hashtag cho đi cháu trai nha. Trời ơi. Ok, xong rồi. Anh cho đi giảm gì vậy. Ủa, anh cho đi qua bên đâu rồi kìa. Lâu lắm mới ngồi được cái sofa này. Ôi ơi, em dễ sợ. Bên đây là một cái phòng khách nè. Xem tivi. Ghế sofa.
Ôi, có tủ lạnh nè, tủ lạnh mini nè, để đây rồi, để mình lấy đồ rồi các bạn. Ôi trời. Ok, thôi để Ui. tạm được, để tạm ở đây đi. Có gì mình xem phim xong mình ăn. Đi thôi. Ủa đi đâu em? Ủa anh đi đâu rồi đi? Mình đi theo. Ủa các bạn xem nè. Ui, cái phong cách đồ hiện đại. Ủa gì? Ủa gì? Cho đi làm gì? Ủa cái phòng Nào, đó đến phòng gì? xem nào. Ui tới gần xíu, tới gần xíu. Đây, tới đây nè. Ồ. Ủa đi làm gì ta? Ủa anh kêu sẽ không thấy mình. Hôm nay còn món gì ngon không cho bữa tối nào? Không biết làm gì giờ. Bánh ô bánh quy. Để cho nó đi, đừng lấy hết bánh quy là được rồi. Ok, thôi ăn tí ăn tiếp giờ đó, giờ làm cái này đó. Ôi, cái phòng ăn đi các bạn. Ôi, quá trời đồ luôn. Ủa, cái gì vậy? Anh Cari làm gì trong đây vậy? Đây là phòng, cả phòng bí mật của mình đây rồi. Bây giờ mình sẽ phải lấy mật khẩu nha. Đây là một cái mật khẩu mà không ai biết luôn. Mật khẩu là Karikute 123. Ok, bây giờ dùng. Kỳ vậy, không điên thì chết. Ok, có mất khẩu rồi, đi vô thôi. Bây giờ mình đi lén lén vô coi. Ok, mình sẽ dùng cái remote này để mình mở cái cổng. Ôi trời, cái phòng này quá trời kim cương ở đâu luôn. Ô cái gì? Ô cái gì? Ô cái gì vậy? Mình thấy cái gì trong kia vậy? Ôi, cả anh của tôi đây rồi. Ôi trời, cái đi mình đây. Chắc tôi hối, cái đi mình đây. Mình biết bí mật của anh Kagi rồi nha. Ui, từ từ, nó trong phòng này vừa có kim cương nhưng mà một cái mình vừa phát hiện một cái bí mật động trời các bạn ơi. Đó chính là anh Kagi bị bê đây. Ôi chết rồi, anh Kagi không biết bị gì bị bê đây. Thôi đi. Thôi được rồi, xong hết rồi, thôi tôi mệt là mình mệt quá, thôi mình đi ngủ thôi. Tôi ngủ ngủ đâu em? Mình nấp đây cho chắc các bạn ơi. Dễ sợ luôn á. Cả ngày giờ rồi đi làm việc. Cái gì đó ngủ hả? Cái gì ở đây ngủ hả? Phòng ngủ đâu ta? Thôi bật xem phim tí rồi đi ngủ nào. Ui. Có phim đợi có phim gì hay không ta? Ủa hay. Ủa ghê vậy. Các bạn xem kìa. Ủa cái phòng ngủ anh Kari có hình như có cái tivi đằng sau sau cái tường đó đúng không ta? Ủa anh Kari chủ có hình như là cái remote hồi nãy nè. Ôi, tính ra cái remote điều khiển của anh ca cái chỗ dùng nhiều thứ vậy. Điều dùng tivi, điều dùng được cái phòng mà tặng mấy cái ảnh chai đồ ghê quá. Ủa anh ca ngủ chưa ta? Thôi được rồi, ngủ quá xem thấy được rồi, hơi ngủ rồi. Ôi trời, ngủ xong rồi quất luôn cái remote luôn các bạn ơi. Ui, chết rồi, anh ca ngủ chưa? Ôi, ngủ đứng luôn kìa. Ok, ủa biết ngủ đứng có thấy không? Lê lê không ngủ rồi, chắc ngủ rồi. Tới, để mình tới gần xíu thấp bạn. Trời, nhìn anh Kagi như kiểu đang thức vậy các bạn. Ghê quá à. Mình có remote này nè các bạn ơi. Bây giờ, để mình đi vô trong. Mình đi vô trong, mình phải nhìn thật kỹ mới được bên trong đó. Bên trong nó có cái gì mà nó nhiều ảnh chai ghê quá. Để mình vô thôi. Thấy không? Bây giờ nè. Bừng ơi, mở cửa ra. Mở cửa đi nè. Các bạn ơi, trời ơi, quá không đi chết lắm nha, lắm nhìn. Ui ghê quá, năm ngày. Ôi các bạn ơi. Ui, vậy là anh Kagi mê trái rồi. Chết tôi rồi, bây giờ sao ta? Bây giờ nấp nghĩ á, nấp có một cái cách này nè. Bây giờ nấp sẽ làm á, cái nguyên cái nhà này bánh hết luôn các bạn ơi. Đó, cho hết bị bơ đê luôn. Đó, rồi bây giờ để mình xem thôi. Để mình về nhà mình lấy cái TNT các bạn ơi. Đâu rồi. Từ trước khi đúp đi dạ các bạn, đúp phải đi tắm cái đã. Trời ơi, nhà anh Kagi xịn sò vậy sao? Sao mà không thử một lần cho biết được? Ui, lạnh. Hình như phải bật cái này lên nữa đúng không? Ồ, đúng nè. Mà con, ôi, vô sữa. Đã quá các bạn ơi. Trời ơi, công nhận ấm này chứ. Ôi, anh Kagi có cái nhà này không nói cho mình biết luôn các bạn ơi. Các bạn thấy kìa không? Ôi, còn cái này nè. Từ đây mình tắt cái này nè. Tắt cái này đi. Đó là hết khói luôn nè các bạn. Rồi sao mà vô đây tắm nè. Ôi, mát thiệt sự. Trời ơi, mát quá các bạn ơi. Đúng là nhà anh Kagi hiện đại thì. Trời ơi, chắc cũng phải mấy trăm cục kim cương, mấy trăm triệu cục kim cương. Rồi gương nữa nè. Ôi trời, nhìn mình đẹp trai chứ. Ê, trời ơi, nhìn mình mới đẹp trai nè. Trời ơi, các bạn thấy nó đẹp trai, các bạn hãy để bình luận phía dưới nha. Rồi, còn cái bồn tắm này nè. Đã thiệt. Trời tính ra có cái này còn xài cái này làm gì trời.
Dư tiền hết sức luôn à. Thôi mình đi lên mình lấy cái cục tinh ti mình để mình phá cái nhà này thôi các bạn ơi, cho ảnh hết bê đê luôn. Rồi các bạn. Ôi đáng lẽ là núp không biết đâu các bạn ơi, mà ai kêu anh Kagi nói làm cái gì để núp biết luôn rồi. Bây giờ là núp sẽ đi lấy TNT các bạn ơi, là cái rương ở phía dưới, cái rương hồi nãy á lúc cháy đổ các bạn. Từ để về là về nhà. Đây dưới đây có một cái đường này các bạn thấy không? Bấm vô nè. Quá trời TNT luôn các bạn. Mình phải lấy hết cái đống TNT này được. Cái đống TNT hả, mình mua từ cái lúc mà mình giết con với mấy con quái này nè. Mình được quá trời tiền luôn các bạn. Bây giờ là mình lấy hết TNT ra. Đó, mình vô nhà của anh Gary, mình sẽ đặt hết TNT luôn. Rồi mình lấy cái này nè các bạn, cái quẹt lửa này nè. Đó, mình bật lên cái nổ bánh một cú luôn. Chết rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt TNT nè các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đặt từ... À quên, trước khi á, mình đặt TNT á, là mình phải đi đào mấy cái quặng... Một đống cái này nè, ngọc lục có kim cương vàng sắc cái kiểu nè. Mình sẽ đào hết luôn các bạn ơi. Đó, đào. Mình phải lấy hết cái này bằng được các bạn ơi. Ôi, tôi công nhận anh Kagi giàu thiệt chứ. Ôi, con biết mấy cái này đâu ra mà anh Kagi có nhiều thiệt chứ. Ôi, lấy hết luôn các bạn. Đó, thế là anh Kagi vẫn để cửa mở nào không thôi là mình không vô được. Mà tính ra mình cũng biết bắt mà ta. Cái mật khẩu chính là Kagi Kutebo 23. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Đặt hết nè. Ôi chắc nghĩa là núp lấy mấy cái ngọc lục bảo với lại kim cương thôi. Lấy một xíu cái này thôi. Tại vì núp á, sợ anh Kagi ngủ có xíu xong rồi dậy á, xong rồi lỡ gặp bắt gặp mình là chết mình luôn á. Bây giờ mình sẽ đặt hết cái này nè. Đặt chắc khu này thôi. Đó. Ủa tính ra mình được 21 cái cục ngọc lục bảo các bạn ơi. Lấy thiệt chứ. Đây. Ngọc lục bảo nè, bao nhiêu cục cương. Ủa mới 9 cục à. Núp nghĩ lấy thêm mấy cục kim cương nữa các bạn ơi. Ôi về nhà cái này sử dụng cái này giàu chắc luôn. Trời ơi, tôi nói hả, cái này mà gì ta, cái này mà nếu mà đào hết nguyên cái chỗ này luôn á là nhà tôi là thành nhà ngọc lục bảo, nhà kim cương, nhà vàng đồ luôn á. Mà thôi trời ơi, còn tí tình người chứ ai đâu mà bỏ hết tình người trời. Nên nó phải chờ làm xíu rồi đó, đào đầy như đây thôi đó, còn như cho hết luôn á. Bây giờ nó sẽ đặt TNT các bạn ơi. Bây giờ nó sẽ cầm cái điều khiển này nè. Mở cửa ra. Trời ơi, ghê quá. Đó, cái dẫn nè. Ok. Trời ơi. Nên đặt cái này trên này. Chỗ này nên đặt nhiều chứ các bạn ơi. Còn... À quên. Bánh quy. Trời ơi, bánh quy. Không, ủa sao lấy có cá gì? Lấy hết luôn các bạn ơi. Anh này cũng có bánh quy nè, lấy luôn cái này các bạn ơi. Đó, lấy luôn cái dĩa đi luôn. Còn nào trong này có gì không? Còn có gì hết trơn á, trong tủ lạnh này có gì không? Ồ, anh có quá trời thứ luôn nha. Thôi nhưng mà toàn cái đồ không thích luôn à. Cho anh cá đi luôn. Bây giờ mình sẽ đặt tin ti tiếp nè các bạn ơi. Ồ, thầm ngồi lên ghế luôn ơi. Đặt là piu. Này thì không cho hả? Này thì dám giấu hả? Này phá nhà luôn cho biết cho chờ. Cái tivi khổng lồ siêu to. Ủa, đấy luôn các bạn ơi. Trời đem về nhà coi trời chứ. Còn gì nữa ta, cái tủ lạnh này. Ủa, tủ lạnh tính ra không có gì hết. Trời đem tủ lạnh về luôn các bạn ơi. Đem tủ lạnh về. Đó, đem cái tủ lạnh về nè. Lấy cái đồ quan trọng các bạn. Còn cái đồ gì quan trọng ta? Hình như bên trong là có cái gì không ta? Hình như hết rồi, không còn gì nữa. Bây giờ nó sẽ đặt TNT bên đây luôn các bạn. Đó, cái chỗ thoải mái nhất. Nó phải chia tay với cái chỗ này rồi. Cái tay tích cho nổ rồi. Chết đi. Kệ đi. Bây giờ là do anh Kagi, mà tất cả là do anh Kagi. Đó, anh Kagi không cho mình sang cái phòng này là đáng lẽ là mình sẽ không phá rồi. Đó, ai ngờ anh Kagi không cho mình sang. Bây giờ mình phải phá. Đó, này nó nhỏ các bạn. Các bạn biết. Ui, Kagi vẫn ngủ đứng kìa. Ui các bạn, chỗ này có người dễ cho này nhiều người dễ bị mộng du vậy ta. Ngáy nhỏ nhỏ nhưng không sao. Trời ơi, ngáy nhưng mà ca là ngáy khò to thiệt chứ. Chiếu nữa anh biết rồi các bạn ơi. Đây nè, đó. Đây không, bây giờ mình sẽ bật lửa từ cái phòng anh ca đi trước được không? Bây giờ mình sẽ đặt thêm nhiều xíu. Đó, cho nổ banh một khu luôn. Đó,
nhiều đây xíu. Thôi rồi, lát hồi mình phải quăng Kage vậy là nở bánh xe lanh luôn. Đó, mình phải chặn hết cái đường ra các bạn ơi. Đó. Ok, ok, ok. Rồi, được. Nó nghĩ như đây được rồi, chủ ta. Ăn cho thêm xíu xíu nữa, trang trí thêm xíu xíu nữa đây. Lát hồi nổ, nổ cho nó banh luôn khu này các bạn ơi. Banh luôn cái đường. Đó. Bập, 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 bập. Bập, 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 bập. Cái này để nó ra nè. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ... mình sẽ làm một cái chỗ thoát hiểm nhanh các bạn ơi. Thế hồi là anh mình nó sẽ chạy tới đây nè. Nó sẽ đứng ở đây. Nó sẽ bật lửa cái cục kia kia. Xong rồi nó chạy thì là nhanh. Đó. Chạy thì là nhanh qua đường này luôn. Đó, đào một cái đường ra cho nhanh các bạn ơi. Đó, xong rồi nó chạy lên đây luôn. Ồ, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ok, bây giờ mình sẽ kêu anh Kelly vậy nè. Anh Kelly chuẩn bị chết em rồi nha. Anh Kelly đi. Anh Kelly ơi. Anh Kelly ơi. Ủa, ai gọi vậy? Anh Kelly ơi! Ủa, cái gì đấy? Alo! Ủa, nấp hả? Ủa, nhìn em nè! Anh ở đâu rồi? Nhìn em nè! Chúc mừng sinh nhật nha! Tạm biệt ơi! Tôi chạy đây! Tạm biệt! Ra thôi! Đổ ra thôi! Ui, vừa lên kìa! Trời ơi! Anh Kelly ra rồi mà bộ! Ủa, trời, ủa sao bên trong này chỉ nổ là hơi cậy? Ủa, anh Kelly đâu ta? Anh Kelly đâu vậy? Anh cho đi gần lên giường được rồi, thắt anh cho đi lên cái giường đặt đặt luôn từ từ đây các bạn ơi. Đó. Anh cho đi manh động lại cho nó nổ đi luôn. Thắt anh cho đi lên cái đường này luôn. Đúng rồi, đứng lại. Dạ. Ủa anh nào vậy mà đứng lại? Ủa, ui. Bây giờ anh manh động đi, anh quýnh em là em cho nổ này luôn nha. Ủa anh cứ chờ đi. Lên lại. Đứng lại. Nào nào nào, không được bẫy bẫy, không được manh động. À không được manh động hả? Bây giờ tại sao anh lại không cho em xuống cái đường? Anh lại không cho em biết cái đường đó là một căn phòng là một cái căn nhà bí mật hả? Trời ơi, chỗ người ta mà tôi sẽ cho xe nhưng mà anh đã làm xong đâu. Trời ơi, từ từ chơi thêm ha. Cái gì? Trai đẹp đồ ha. Mất ơi, nổ luôn, tôi chạy trong những video tiếp theo. Bye bye.